Ok, xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại với channel của mình là Mèo Full Gaming đây. Và trong ngày hôm nay mình sẽ tất nhiên là chơi Liên Quân rồi. Thì mình sau khi đánh trận Kingdom đồng xong có hai hàng AK thì mình thấy khá là cay. Thế cho nên là tất nhiên trận nó thua rồi. Và đó là cái nguồn động lực để cho mình muốn kiểu như là muốn đeo lên gank cao, kiểu như khỏi gặp trẻ trâu. Nhưng mà trẻ trâu gank nào mà trẻ gặp thế đó là sự thật, nhưng mà ít ra nó cũng với hy vọng được ít trái châu hơn. Ok, thì mình sẽ xài bản ngọc 90 của Mr. Fly vậy. Có bản ngọc ma bắp là 58 nhưng mà mình chưa bui xong nữa, nhà của mình mới có 11 thôi, rồi nó tạo nít. Ok, thì mình rất thích chơi Mr. Fly nhé, bởi vì không làm nhưng vẫn có ăn á, nhưng mà kiểu như là nó chơi dễ quá, mình thấy nhá, nhà nhà thôi nên mà nó, kiểu gì mình thấy thích con ma đốt này hơn. Con ma đốt này giống kiểu ra ghét trong liên minh á, nhưng mà nó không có chỗ là ulti, nó có chỉ là chặt phát đi ngay, mà nó được cái là chặt từ từ nên là sát thương duy trì. Tính ra về độ trâu thì nó không hồi máu nhiều bằng ra ghét, nhưng mà chắc chắn là cái khả năng tạo khiên đấy, nó có thêm cái khả năng tạo khiên và cái khả năng đem cái khiên nhâm thạch ấy, để đem cái bản hồi máu thì nó sẽ rất là trâu luôn. Rồi nên có thể nhìn thấy đó chính là, ôi da, tôi định nói gì ta, mất hết ký ức rồi. Ok thôi, tôi đánh đi. Gần nó là Taiga. Ôi Taiga thì dễ, đến khi huyền hỏi chứ nha, tôi lên tăng trước, đừng hỏi tôi tại sao. Tí cho đến khi huyền hỏi đã lấy 20% nhẫn thời gian hồi chiều thôi. Tôi bị đèn anh nên nói chuyện hơi khó khăn một tí, anh em không cả nha. Thì cái điệp con vô gần rồi, hên quá, tôi tưởng chọn đi. Cái đéo gì đây, sức mạnh của cánh đồng à. Rồi, đáng sợ quá. Tôi bảo có sai không, đó chính là lý do mà tôi muốn lên ganh đấy, ông hiểu chưa? Điệt, điệt, bọn nó đánh mà nó ra lúc đánh giết à. Mình tưởng bọn nó không biết nó đánh giết, nhưng mà lúc bọn nó đánh mình ấy thì bọn nó luôn tính tiền. Con ma đốt này trâu lắm anh em ạ, mấy cấp đầu nó không nhé nào không, thế cho nên là cấp đầu anh em tránh mà qua chợ con ma đốt này nha. Có khi mà anh em nghĩ là win nó nhưng mà không đâu, nó bị anh em sẽ bị out đây hai mạng. Ok, thế là sau khi xử xong phơi đó thì nó cũng sẽ đỏ đen thôi, kiểu như là màu lưới sẽ lên, kiểu như là nó bị đi nhầm lên đấy. Điều này khá chỉ gặp với anh đồng cái quần gì đây. Ôi cái chặng này toàn hề chúa giúp cơ. Ôi anh em thấy chưa, con ma đốt này mạnh nhất là giai đoạn đầu nha, cái lúc mà vừa ra con điếu đó với lên cấp 2 anh em hút một phát thôi là anh em đã có coi như là nửa cây máu rồi đấy. Solo hút hơi chậm tí, ok luôn, nó về ngay ăn khoai đó không về chết đấy. Hề chúa chắc cơ, hề chúa đéo hiểu. Em thấy sức mạnh của anh đồng chưa? Wow, chàng này nhẹ quá. Yeah, mới vô mà chỉ số chúng ta đã tám màu rồi, chúng ta đã biết trước sẵn kết quả của trận này rồi đấy. Và tôi sẽ cố gắng lên ganh bạc để làm cái kiểu như là, hay sao chúng ta không làm cái series là thử hết lên hết đấu nha. Ok, ngày 1 nhé, đây là ngày 1, tính ngày 1 đi, mặc dù đây là cuối ngày rồi nhưng mà tôi vẫn tính luôn đấy. Trần Đức bo cu to, what the fuck. Đây là ngày 1, mặc dù nó cuối ngày rồi nhưng không sao, tôi tính luôn để kéo dài cái ngày của cái thử hết ra. Bầm hậu nè bạn ơi, con búa tao phải lái thì nó sẽ được giảm sát thương, nhưng mà nó đâu có giảm được sát thương chuẩn, chặt thì nó vẫn hóng thôi nè, tôi không biết nó giảm được sát thương chuẩn không nữa. Nhưng mà tôi đang cái khi nhân hạch ấy thì nó sẽ là giảm 70% sát thương tôi gây ra, nhưng mà được cái giá to tổ bố, tôi nghĩ là sát thương chuẩn nó không có giảm đâu, nó mà giảm thì hơi tiếc nhưng mà không sao. Đó là con ma giáp này nó trâu bởi liền. Cái món này thì nếu mà ít phép thì tôi sẽ lên cái giáp ra, còn đối phương mà có nhiều phép thì tôi sẽ lên cái quân chuyên chơi, còn đối phương không có con nào gây phép luôn thì giáp gai hoặc là hung long
Ở đây chúng ta có đối phương có một phép nên mình sẽ lên đờ cây, lên cái giáp vậy, cái đéo gì đây. Ui, mà lót trâu lắm bạn. Đấy, giai đoạn đầu đừng có solo con mà lót, nhất là con mà lót có một mạng, trừ khi các bạn đã Alain hay là con tướng gì đó. Ui bạn ơi, ui bạn ơi, ôi bạn ơi, ôi rồi, đây, tính tiền. Thằng đó kể đi. Ôi bạn ơi, bè bạn liền. Ok. Rồi xong, không ổn rồi. Ok luôn. Quá ngon anh em ạ. Cái khiên chặn được một đạn trụ. Mặc dù cái chiêu 2 mới là cấp 2 nhé, mà cái khiên nó chặn được viên đạn trụ rồi. Đó là lý do mà ba lóc rất mạnh. Các bạn có nhắm được đòn đánh thường không vậy? Các bạn mạnh bằng nguồn viên đạn trụ không? Đấy. Thế cho nên mà khi mà ba lóc húp ba con giáp rồi thì nó còn kinh khủng nữa. Thì dân đá rồi của ta là cái đéo gì đây? Mạng nó giật lên thì xuống là cũng là cái đéo gì đây? Ăn chim thôi. Rồi. Ngày hai tôi không biết tôi lên bạc được không, nhưng mà chắc 110 trận thắng đó rồi, 10 trận thắng đầu gì đó thì tôi chắc sẽ lên được bạc hay gì đó. Nếu tôi thắng 10 trận. Oh shit, tôi không biết tôi có thể làm được không nữa. Hút. Ôi trời ơi, tính tiền. Âm trùng bế trụ. À, trong những trường hợp như thế này chúng ta cứ đứng yên và đánh chai nó thôi. Con booster mà đã dồn hết combo mà không gây được tí đau nào chúng ta rồi thì không có lý do nào mà nó có thể giết chúng ta rồi. Đánh thường mà nè bạn ơi. Đó. Cái này không phải gọi là tiết kiệm skill đâu nè, cái này gọi là đỉnh cao khinh thường. Ok. Ăn cục máu á. Địt. Đây rồi. Đó. Anh em thấy chưa, cái ulti của con đéo gì đó tôi còn chả biết tên nữa, nữa nó còn chả hóng được cái khiên của tôi. Hề ma lóc mạnh rồi, có nên vành cha ma lóc không ta? Thôi bớt ảo tưởng nha, vành cha ma lóc chắc cũng biết lắm đó, chứ đéo đùa. Người chơi hay bơi trụ, người chơi hay hút giáp. Bây giờ anh em thấy cái giáp nó ít hơn là dây đồng đầu, bởi vì máu của chúng ta đã tăng lên rồi. Con búa tê làm cái đéo gì mà còn có tí xíu máu đây. Có tàu phát tôi đang đánh ganh hay đánh máy đấy. Cái củ đéo vậy. Thậm chí cái trụ bắn còn chả hóng được một cục máu của tôi. Một cục khiên của tôi chứ. Wow. Well. AVY chàng gheo, chàng gan này đúng là GG. Ta ra không nhớ khô máu đâu. Bây giờ nhé, công ty mình không phải để chân đâu bạn. À, người ta dùng công ty để lao vô chăm, còn tôi dùng để chạy. Bởi vì mạng sống chúng ta quan trọng hơn những thứ khác. Nói hẳn ra là nhát rồi. Con bò kìa. Ôi, à đây bắn không lại con bò. Ta ra quả chết con giòn. Con bò hú. Ôi shit, hôm nay ra mạnh quá. Cái đéo gì đây, tôi còn không biết phải giải thích. Tôi còn chả biết phải phân tích cái này như thế nào khi mà con AD và con Omega đánh không hóng con bò. Ở đây, cứ tốt rồi. Bơi tốt và chán quá ta. Giao đồ tí nha, nhưng mà nó làm nào cái đéo gì vậy? What the fuck cái đấy gì đấy? T-Spawn à? Nhàm chán quá. Yếu muối á. Ước gì có một em sinh tươi đấy. À không, lộn lộn. Ôi tôi chặt kiếp còn lên cam mấy đam. Trong khi tôi còn chưa lên cái năm. Tôi lên năm thì chặt cũng có 2k1. Đó lợi 2k. Nhưng mà chưa phải sát thương chuẩn nè. Sát thương chuẩn thì nó chặt còn hóng hơn hết. 2k5. À,
Sao nó còn tím xíu máu vậy? Bạn ơi, cố lên bạn ơi, cố lên bạn ơi, bạn ơi, cố lên bạn ơi, cố lên, cố lên bạn ơi, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, bạn ơi, đúng rồi. Ấy, thậm chí tôi còn chưa bộc phá nữa, chết rồi anh em ạ. Ôi, nhàn quá. Ôi, tôi, thằng này không giỡn, mình còn chưa biết sức mạnh nó như thế nào. Chưa có cái KDA cái kiểu 26 khui không lý nào mà ma dương này đến hưu con bò kìa. Cái này chỉ là rút lui bỏ toàn lực lượng thôi, chết còn mê mày rồi. Thằng nhóc, thằng nhóc, úi rồi tao yếu như nem tao đồng ấy. Cái đéo, tôi vừa chặt chết một con bò đang có 1/4 máu ạ. Có lên bút tê rồi, bút tê yếu quá. Con tôi đen là cái đéo gì kia. Wow, trang này tôi chả biết nói sao nữa. Nó có nhảm không ta, sao giống như cái video này tôi đào mình tới cho có vậy. What? Kiểu như là trang này tôi chả biết nói sao, kiểu như ở đây rồi. À, thì đây chính là coi như đây là tập 1 trong series mà leo ganh ganh thách đấu của mình đi. Và đây là ganh đồng, khá là thú vị ha, để thú vị chứ nổi. Wow, được 1,5 sao gì đó, win không áo cao, ưu tú đấu sĩ, MVP á. Ok, chắc là MVP so với mấy được 3 sao kìa, từ 1 sao lên tới 3 sao luôn. Thì đây là trận ganh đầu tiên của tôi trong ganh đồng. Wow, KDA tổng là 455,9. Đây, trận đầu tiên. Wow. Và nếu anh em thích video này đừng quên đổ một like, đăng ký kênh để chia sẻ video này. Không đỡ hình thế. Chào hẹn gặp lại các bạn trong những video khác lần sau. Bye bye.